Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin có nên tiếp tục lưu giữ di hại ông Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 8 một đài quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về việc vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam không thực hiện di nguyện hỏa táng thi hại của ông Hồ Chí Minh dù đã qua 54 năm bài báo dẫn bình luận của ông Đinh Kim Phúc cựu giảng viên bộ môn lịch sử trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh nhận xét những nước theo chế độ Cộng sản thì lãnh tụ rất quan trọng niềm tin vào lãnh tụ và biểu tượng của lãnh tụ là sức mạnh để tập hợp tất cả các lực lượng để mà chiến đấu cho cái khẩu hiệu đã đưa ra từ ban đầu mặc dù di chúc của ông hồ chí minh là sau khi ông mất phải hỏa táng nhưng mà một trong những lý do khiến ban chấp hành trung ương đảng lúc bấy giờ quyết định gìn giữ thi hại của ông chủ tịch hồ chí minh là vì đồng bào miền nam rất nhiều người chưa gặp mặt chưa thấy tận mắt hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh hình ảnh bài bình luận trên AFA tiếng Việt. Bài báo trích di chúc của ông Hồ Chí Minh rằng Sau khi tôi đã qua đời, trở nên tổ chức phúng điếu linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thì hại được đốt đi, tức là hỏa tán. Tôi mong rằng cách hỏa tán sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế, đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện thì điện tán càng tốt hơn. Dù vậy, bài báo nhận xét, đến nay, lãnh đạo đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ vẫn chưa có ý định thực hiện di nguyện của ông Hồ. Bài báo dẫn thông báo số 351 của Văn phòng Chính phủ hôm 24 tháng 8. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ như Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp làm việc nhằm đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hại Chủ tịch Hồ Chí Minh bài báo dẫn quan điểm của tiến sĩ lịch sử Olga Tro chuyên viên nghiên cứu về hồ chí minh giải thích về việc các nhà nước cộng sản thường ướp xác và trưng bày thi thể lãnh tụ vì đảng và chính phủ của họ muốn duy trì di sản của chế độ những nhà lãnh đạo muốn thể hiện rằng họ là trung tâm của tôn giáo chính trị ở các quốc gia đó đảng phải giữ mối liên hệ giữa người sáng lập ra nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam và người dân đây là điều cần thiết để duy trì hệ thống xã hội chủ nghĩa trong khi tình hình đang thay đổi. Nhưng tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì mối liên hệ này. Chính phủ đã rất nỗ lực. Họ yêu cầu các trường học, doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể tổ chức các buổi viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và như các tour du lịch cũng khuyến khích đến nơi này. Hình ảnh ý chí của Đảng. Bà Olga cho biết sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, dư luận nước Nga đã bắt đầu đề cập đến chuyện chôn cất Lenin. Năm 2015, có đến hơn một nửa số người Nga khi được khảo sát đồng thuận với ý tưởng này. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga thậm chí còn phát biểu rằng đã đến lúc chôn cất Lenin. Trong khi đó ở Việt Nam, người dân thường thậm chí không dám thảo luận về việc có nên chôn cất ông Hồ Chí Minh hay không. Vì theo bà Olga, Việt Nam vẫn không thay đổi chế độ, ít nhất là trên lý thuyết do đó sẽ không an toàn nếu một ai đó ở trong nước ủng hộ chuyện an táng thi hại ông Hồ Chí Minh. Bài báo dẫn lời bình luận của ông Đinh Kim Phúc về ngân sách 286 tỷ đồng dự chi cho việc vận hành hoạt động lăng ông Hồ Chí Minh, cho rằng số tiền này không thấm vào đâu so với số tiền mà các quan chức tham nhũng gây thất thoát cho ngân sách. Theo tôi, suy nghĩ không nên đặt vấn đề chiếm bao nhiêu trong tiền thuế của nhân dân, mà chúng ta phải thấy rằng việc bảo quản thi hài có giá trị để phát huy tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đất nước Việt Nam mới là quan trọng. Tôi cho rằng trong những bài phát biểu những mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại thì cái quan trọng nhất là ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được tự do học hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm với bản tin có nên tiếp tục lưu giữ di hại ông Hồ Chí Minh cơ chế mới thực sự là trùm cuối của những trùm cuối. Ngày 26 tháng 8, tác giả Thiên Hành có bài bình luận Trùm cuối của những trùm cuối đăng trên một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt. Theo tác giả, ở Việt Nam bây giờ chỉ có những vụ tham nhũng lớn hơn chứ không có vụ lớn nhất. Tác giả nhắc đến lời đồn về gia đình ông Phúc là trùm cuối trong vụ Việt Á, nhưng cho đến nay chưa có ai đưa ra được bằng chứng, tất cả chỉ là lời đồn. Tuy nhiên, tác giả nhận xét có vẻ mọi chuyện sắp tới sẽ phát triển quyết liệt hơn nhằm lôi được tay to hơn Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh ra tòa. Bởi báo Việt Nam Finance ngày 21 tháng 8 đăng bài, nữ chuyên viên có quan hệ khủng tác động được lãnh đạo Bộ Y tế giúp sức cho Việt Á là ai? Hình ảnh bài bình luận trên AFA tiếng Việt. Bài báo có những chi tiết rất đặc sắc như việc khai đồng ý chi 40% giá trị hợp đồng cho Nguyễn Thị Thanh Thủy để Thủy tác động giúp công ty Việt Á được cấp giấy chứng nhận xuất khẩu tự do lưu hành kit test. Tháng 3 năm 2020, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Linh đã tác động công ty Capital Land Singapore mua test của Việt Á nhằm ủng hộ trao tặng chính phủ Việt Nam số hàng hóa chống dịch COVID-19 trị giá 1 triệu USD. Phía công ty Capital Land đồng ý, nhưng yêu cầu phải có thư cảm ơn của chính phủ hoặc đại diện chính phủ phải có mặt trong lễ trao tặng để tăng uy tín của doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam. Yêu cầu này được Thủy và Linh chấp thuận. Buổi trao tặng diễn ra ngày 7 tháng 4 năm 2020 với sự tham gia của bị can Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và một số quan chức trung ương. Nguyễn Thanh Long khai nhận rằng Thủy có mối quan hệ rộng với người có chức vụ quyền hạn nên khi được yêu cầu đã nhận lời tham dự buổi trao tặng để ghi nhận hình ảnh theo nguyện vọng của Thủy và công ty Capital Land. Được biết Nguyễn Thị Thanh Thủy chỉ là cựu chuyên viên nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, còn Nguyễn Bạch Thùy Linh là giám đốc một công ty tư nhân, đồng thời cũng sở hữu một công ty khác. Tác giả tạm gọi nhân vật có chức vụ quyền hạn có mối quan hệ với bà Thủy và bà Linh là đồng chí Z và nhận xét mối quan hệ của Thủy và đồng chí Z không phải là bình thường tác giả phân tích mạnh mối thứ nhất đồng chí z ít nhất phải thuộc loại gọi một tiếng là cấp bộ nem nép Mạnh mối thứ hai quyền hạn của đồng chí z ít nhất phải tác động hoặc chi phối được chính phủ Mạnh mối thứ ba mối quan hệ của thủy và linh với đồng chí z được công khai rộng rãi và đảm bảo chắc chắn về tầm ảnh hưởng nên thủy và linh mới có thể hứa với capital land cũng như dễ dàng gọi điện nhắn tin Điều các vị quan chức Trung ương cỡ Long đi làm nền cho vụ làm ăn của mình như nói trên. Tác giả suy diễn không sợ thái quá, Thủy và Linh đã làm những việc móc nối điều phối như vậy không phải là lần đầu. Hình ảnh tứ trụ Việt Nam thời kỳ chống dịch Covid. Cũng vì hiệu quả của mối quan hệ này, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á mới chịu chi đến 40% giá trị hợp đồng để lại quả cho Thủy và Linh. Tác giả dẫn những quan chức Việt nhận hối lộ của việc Tác giả dẫn những quan chức nhận hối lộ của Việt như Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Trịnh, Phạm Công Tà, Trịnh Thanh Hùng và việc các quan chức này tạo mọi điều kiện cho cái test của Việt. Đồng thời nêu thắc mắc, có chỗ dựa nào để việc tung tẩy sai phái các cán bộ cao cấp như sai người giúp việc nhà mình vậy? Có liên quan đến đồng chí Z hay không? Tác giả nhận xét với những gì đã xảy ra, không có khả năng đồng chí Z không biết việc Thủy và Linh dựa oai mình để kiếm chác từ các doanh nghiệp. Vấn đề là cơ quan điều tra và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng có tìm được đủ bằng chứng để đưa đồng chí Z ra tòa hay không. Nhưng dù có thực sự lôi ra được những kẻ giấu mặt, những kẻ tổ chức và điều phối những đường dây tham nhũng tinh vi trên quy mô toàn quốc thì trùm cuối cho tất cả những đại án này không phải là những cái tên ấy. Tác giả cho rằng bản chất hai vụ chuyến bay giải cứu và Việt á là giống hệt nhau đó là những mốc nối câu kết, đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa doanh nghiệp và các lãnh đạo cao cấp ở bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, cấp nào, cơ quan, đơn vị nào mà doanh nghiệp cần tới để bắt đầu một vụ làm ăn phi pháp. Tác giả dẫn kết quả phòng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 năm 2021 đến nay cho thấy đã kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng, khoảng 52.000 đảng viên trong đó 91 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. 31 người trong số 91 này đã bị xử lý hình sự. Trong đó có hàng chục ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch tỉnh, thành phố. Từ lượng và chất như ở trên thì đây đâu còn là những tham nhũng vặt nữa. Tham nhũng đã trở thành lối sống, thành hệ sinh thái, thành tiêu chuẩn của một số đếm không xuể các cán bộ đảng viên. Từ có chức nhỏ đến có chức lớn, ngay cả tù tội cũng không làm cho họ sợ hãi nữa bất chấp cả cái lò của cụ tổng tác giả cho rằng cần phải đặt câu hỏi cơ chế nào đã tạo ra và nuôi dưỡng tham nhũng những bất hợp lý nào trong chính sách thu nhập và kiểm soát quyền hạn quyền lực đã khiến tham nhũng trở thành điều bình thường thậm chí được xem là cơ chế bù đắp tự nhiên của xã hội cho cán bộ tác giả kết luận cái cơ chế khốn nạn đó mới chính là trùm cuối của những trùm cuối ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng có lôi ra được và xử lý nó hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Cơ chế mới thực sự là trùm cuối của những trùm cuối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm d